Chỉ riêng xuống ôn xông xóa cô mà càng tỏ là để xe mây lụa tu sập đầy xa lũ Thầy đầy cho mình bị ôn mấy mũi ta thấy mà ôn nó cứ nhóm đồng hai mà ôn Nó càng bỏ Oppo A38 bạn để chia tu sập bọn đẹp mấy là bóc không hôn Oppo Để tớp tại ban mà chanh lụa nó không có tê cam bị chia dương Còn nào ổn hãy không ngồi thì diện hãy đấy Cứ không hôn Oppo bạn khởi tha Bên cá chanh nó bọn đẹp mấy chứ ra mình tên là bọn xa Tại bỏ hai chia mặt đo người khai phong một ổn cứ không hôn Oppo bạn cứ bàn trên smartphone bọc luôn cứ Oppo A58 ổ đầy nhóm bạn phơi ca bằng hai bằng ôn được cả bọn nấu video muốn bọn đào ổn là chua ngày hiện nay bạn cứ cầm phone Oppo bạn trên smartphone rồi thay bọc luôn môi bọn đen từ hai bằng ổn cứ Oppo A58 bọn đào ổn mặt to ở lời mấy khách về du giờ là tham đan tu sana video là cả bọn bọc nhóm từng ngọt khẩn let's go tổ lá để mày lụa tu sập đáy xa rô lùa miền tây đang nở xa rô lúa trộn ra sạt bạc cồn kẹt xiêm riệp tùng nẹt tầm nông tam lễ tu sập sơn học sập pramuối đập pramuôn bay bay đồn sơn đọp pramuối đập pramuôn bay bay đồn bạn này cứ chia prop Oppo A38 hoặc đại bảo sân dưới college tầm mưa prop Oppo A38 đại bạn riêng mưa tới cứ ở miền nào vậy để khâu khné pi Oppo A58 là một mặt to từ nơi này pi mẫu cái đã thá Oppo A58 hoặc đại này chấm hiên đấy chuyện miền này thấy học hàng cao đấy cứ miền ta ca này đang ôi thầm đa thì bằng ổn mặt to ở nơi mấy khán ví dụ nhưng mà hai một ổn là ca ăn bọn là ta Oppo A58 hoặc đại ta miền đủ điện sát năng miên ở quay để chia chấm nói bị sai hai tao miên ở quay để khâu khné đi chấm môi nắng Oppo A58 để chia sao cho bong bong vi phòng đa ổn mặt to ở nơi dưới chập đa bạn bọn đọc này tan 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 bạt to lấy cái cán bỏ cứ việc thầm đa để ổn mặt ta lấy những chạy mà không có option bà ta để không có option đấy người ta Oppo A58 đấy ta đồng hôn kẹp chiệp cho môi nâng áo bay khăn còn đang ngồi bà to lấy cái cán bỏ cứ thầm đa để ổn cứ việc đồng xạ mũi để miên cầm năng xạ là hồ đó sang bay bát nâng miên cho năng xạ bạn cứ hết USB thêm xi còn đang ngồi là không đấy cứ bây giờ miên cứ ở đây đâu ổn cứ miên cả đang này nương xong chưa khay môi ra nắng mà cho dạ xi bằng ổn mặt to ở đây để chia cho nó sòng khán cứ bằng ổn hai chia rong chạm mơ được riêng việt tam đồng ổn định bằng ổn hay thì kết thả tá Oppo A58 đồng Oppo A58 thì đã tá vì miền được riêng không kia được còn miền lệ cái này bị say trong cái loại na phòng đào ổn bật tỏ ở đây đồng này cả mông này Oppo A58 đang bị dừng hương khơi thá vì miền bạn cứ lên đồng nọ tức bằng ổn người này thao việt thôi chi lên đồng nọ tức việt ra lên tầm lụi con thì ổn sao ta Oppo A58 ổn cứ cái pra lên tầm lụi con ổn cái đấy bạn cứ asri môn ban thua ca ăn bọ bằng hai ôn ôn to hà lấy cái vị osmo để cho nhưng mà bạn thua ca bằng hai ôn thêm sân bóng ôn trong mưa ba bóng ôn tới mưa ca review nơi video muốn mặc trong hoặc đeo ôn bạn to hà lấy thì mua trong nói khăn một biết cái việc không đi ôn xa là tu sắp nó học lên nhưng ai thua ca bằng hai ôn thêm ôn bạn to lấy trong nói tí mua bạn cứ chụp quốc Oppo A58 đây cứ miếng lên tùm lưu ekron để miếng tùm hôm ekron bạn cứ và mua cho 2 in bằng bầu hai chụp quốc ekron bạn cứ lỗ bọ ekron lỗ bọ Oppo A58 đây đây bạn cứ vừa miết là bươn refresh rate là hô đó cái sập hớt phòng đây ông ôn hai chụp pua camera một bạn lấy Oppo A58 đây bạn cứ miết tụm hôm trầm tay 5 megapixel tay bạn hỏi chụp pua là biết chụp pua không đẹp này cả thọ video bạn dừng thọ bán đọc pad con đang Samsung frame phòng đây ông ôn chụp pua video này camera một phòng đây ông ôn mặt to ở đây hôm nay chụp riêng này Oppo A58 đây bạn cứ miên cái lạnh bật bằng dòng lên nâng cái lạnh bật bằng một xin hai cái ngay scan từ đây nơi trong cho đi bàn phòng đây ổn hạt này càng cao này cứ miên run speaker nâng run sạc bạn cứ hết USB tiếp xúc nâng run mic nâng run cả bay cho 5 mm phòng đây hạt này chấm riêng đấy bạn cứ dương ai bạn dương ai đã xem bàn pin nâng mà thêm đồng bông đi cạn mùi phòng đây ổn miên hai vị đã đây thì được đội bằng ổn bạn đang nói cứ cạn bọ cứ dòng hai cứ vi lệ cái này bị sai đôi tài kia kê bằng ổn cứ thì mỗi dòng hai tôi tổng không micron tổng không camera học tập bao nhiêu mà hai vi rep nó còn đang small thì thiệp bằng ổn mặt to ở đây lúc này kháng cao này Oppo A58 đây cứ chia này đã bằng ổn rong cham tu sana còn đây ổn ổn phía chán cứ mình thả bằng ổn cứ cái nhóm thì ao để thu sập smartphone cứ đi máy dương tay trong ban nơi này kháng cao ổn xa là smartphone là lấy cứ mình thao còn hôn Oppo Vivo được smart phone phim sen đây cứ cái tay design này tiện tiếng từ lưỡi camera này càng cao phòng đây ổn này càng cao chia cho mọi thứ vui học tập máu cứ này càng một ổn này thà này càng cao cứ vía sạp sòng khan kia mà bồn sài gòn mốc đấy cứ viêm xây sòng khan đây mà ổn tay chụp buộc bằng ổn cận mùi chấm luôn cứ quật phải khang mốc bạn cứ quật thị trấn cứ quật mình trong ban nào lên tầm nọ thực riêng này tê bằng ổn chấm được cơm tha bằng ổn thị trấn có mi nào rong được xong mình đấy được sao tao chụp buộc Oppo A ở trong A2 A38 bằng bay đá kia smartphone để miên đồng lay lúc đập thay vì ca bằng ôn cứ miên đồng lay tầm té mà đôi học sắp bằng buôn đô la tay bằng nào bằng ôn này cứ bằng ôn đăng ngay cầm hôn mua cái tay té bằng pin nơi trong nói là o mua trong núi nó cái tay té cặp nữ trong nói mua trong núi phòng đeo bằng ôn mặt to lời to thiết nơi này càng cao đấy Oppo A38 đây bạn cứ miên camera pi bằng ôn là camera lén cứ miên đồng hồng thòng là hốt đó 50 megapixel ហើយគឺយើងអាចថត video បាទគឺ 18 គុណនឹង 30 frame ផងដែរ បងប្អូន ហើយ ទី 2 គឺយើងមាន ទំហំ 2 megapixel សម្រាប់យើងថត វត្ថុគៀក ផងដែរ បងប្អូន ហើយផ្នែកមួយទៀតខាងក្រោមនេះគឺជា ភ្លើង flash សម្រាប់ បងប្អូន ថត នៅកន្លែង លងិត ឬក៏ ថត នៅ ពេល យប់ ផង ដែរ បងប្អូន ហើយ ផ្នែក ខាងក្រោយ នៃ Oppo A38 នេះ ដែរ បាទ គឺ វា ផលិត ពី ជឿ បងប្អូន ជឿ ហើយ គឺ វា មាន ពឿ khmai kreu ហើយបងប្អូនគឺជឿនេះគឺវាជាមិនប៉ុន្តែវាអត់ងាយដាត់ទេបងប្អូននេះយើងអាចប្រើលាតបានវាបិទដាក់ស្រោមទេបងប្អូននេះដែរយើងអាចប្រើលាតដោយមិនដាក់ស្រោមគឺវាអត់ងាយដាត់ក្អែទេបងប្អូនបាទតោះហើយចំពោះលក្ខណៈពិសេសបន្តទៀតបាទគឺ Oppo A38 ដែរ បាទគឺ វា មាន ពីរ ពឿ បងប្អូន ពឿ ដែលខ្ញុំ បង្ហាញ បងប្អូន នេះ គឺ ពឿ ខ្មៅ ហើយ ខ្មៅ នេះ គឺ វា ខ្មៅ ក្រឹម បងប្អូន នៅ កាមេរ៉ា បងប្អូន មើលទៅ វា ក្រឹម របស់គាត់ ហើយ មួយ ទៀត គឺ ពឿ មាស បងប្អូន ពឿ មាស មើល ទៅ វា រៀង ស្អាតមិនមានមាសចំទេបើដូចផ្សោរៀងមាសរៀងស្ដើបងប្អូនដូចបងប្អូនមើលទៅបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងដែរបងប្អូនមើលទៅពឿនេះក៏ជាពឿដែលស្មាតហ្វូនផ្សេងៗអត់មានផងដែរបងប្អូនមើលទៅវាស្អាតនឹងលយមួយយ៉ាងដែរបងប្អូនមើលទៅបាទហើយចំពោះ Oppo A58 ដែរ បាទ គឺ ក្រុមហ៊ុន បានបញ្ជាក់ បាទ គឺលក្ខណៈពិសេសវាដូចជា បាទ គឺ មាន RAM 8GB បងប្អូន 8GB នេះមិនមែន 8GB ពេញទេ បងប្អូន មានន័យថា យើង ប្រើ RAM 4 ហើយ យើង អាច instant RAM 4 ទៀត មានន័យ ថា RAM សរុប យើង បាន 8GB មានន័យ ថា កម្លាំង RAM ក្នុង ម៉ាស៊ីន 4 ហើយ យើង អាច ប្រើ instant វា 4GB ទៀត មានន័យ ថា យើង សរុប ទៅ វា 8GB ទាំង មាន បាទ គឺ អង្គ ស្តុក memory រហូត ដល់ 128GB ផង ដែរ បងប្អូន មានន័យ ថា ស្ពេក ប៉ុណ្ណេះ គឺ ខ្ញុំ គិត ថា ចំពោះ តម្លៃ ប៉ុណ្ណេះ វា អាច ទទួល យក បាន បងប្អូន មានន័យ ថា វា បាន RAM សរុប រហូត ដល់ 8GB និង មាន memory ធំ បងប្អូន មានន័យ ថា រហូត ដល់ 128GB បងប្អូន គឺ វា ល្អ មែន ទេ បាទ ចំពោះ memory 128GB ជាតម្លៃ ទូទៅ គឺ វា មិន មែន ជា សម្រាប់ បាទ គឺ ទូរស័ព្ទ លំដាប់ តម្លៃ $100 ជាង ទេ បងប្អូន ភាគ ច្រើន គឺ ខ្ទង់ $200 ឬ ក៏ 100 កន្ទុយ ធំ ដែរ បងប្អូន ប៉ុន្តែ នេះ គឺ វា មាន តម្លៃ ត្រឹម តែ 169 ដូច្នេះ គឺ ខ្ញុំ ក៏ គិត ថា វា ជា smartphone ដែល ល្អ ផង ដែរ បង ប្អូន ហើយ បន្ត មក ទៀត គឺ វា មាន កម្លាំង ថ្ម រហូត ដល់ 5000 mAh មាន ឆ្ងាំង សាក់ រហូត ដល់ 33 វ៉ាត់ បង ប្អូន នេះ ថា វា មិន ទេ បង ប្អូន គឺ កម្លាំង នឹង ស្ពេច ប៉ុណ្ណេះ គឺ ចំពោះ តម្លៃ ប៉ុណ្ណេះ ខ្ញុំ គិត ថា វា សំរុំ បង ប្អូន បាទ ជា វា ជា លំដាប់ ជាទូរស័ព្ទលំដាប់ថវិកាប៉ុន្តែវាមានស្ពេកល្អផងដែរបងប្អូនដូចបងប្អូនបានដឹងហើយ Oppo គឺជា brand ដែល ទូរស័ព្ទ ដែល ល្បី នៅ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា មានន័យ ថា បងប្អូន យើង មិន ថា ខ្ញុំ បងប្អូន ពី យ៉ាង គឺ តែង តែ skill នៅ brand Oppo Vivo Samsung iPhone Huawei និង model ផ្សេង ទៀត ប៉ុន្តែ ពាក្យ ច្រើន បងប្អូន skill គឺ Oppo Vivo បាទ iPhone Samsung នេះ ជា brand ធំៗ និង Huawei នៅ ក្នុង ប្រទេសកម្ពុជា យើង បន្ត មក គឺ មាន brand ទូរស័ព្ទផ្សេងៗ ទៀត ច្រើន តែ វា មិន សូវ មាន ឈ្មោះ របស់ សម្លេង ខ្លាំង នៅ ក្នុង ទីផ្សារ ប្រទេសកម្ពុជា យើង ផង ដែរ បងប្អូន បាទ តោះ ឥឡូវ គឺ លក្ខណៈ ពិសេស របស់ បាទ គឺ Oppo A38 ខ្ញុំ ក៏ បាន បង្ហាញ បងប្អូន អស់ រួច មក ហើយ បងប្អូន សង្ឃឹម ថា បងប្អូន ទស្សនា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ នេះ ហើយ បងប្អូន នឹង គិត ពិចារណា បងប្អូន គិត ពិចារណា តើ គួរជាវាឬក៏អត់ផងដែរបងប្អូនព្រោះតែបងប្អូនមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនបាននិយាយបង្ហាញប្រាក់បងប្អូនរបស់ក្បាយអស់បងប្អូនមានចងល់ចំណុចណាបងប្អូនអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមមកដែរបងប្អូនហើយបញ្ជាក់ផងដែរបាទគឺចំពោះ Oppo បាទគឺ A38 នេះវាមិន មែន ជា ទូរស័ព្ទ សម្រាប់ បងប្អូន ដែល ទិញ យក ទៅ លេង ហ្គេម បងប្អូន ឥឡូវ ខ្ញុំ កាត់ ទី បងប្អូន សារ វីដេអូ មុន ខ្ញុំ បាន ធ្វើ វីដេអូ នៅ ការ របស់ Oppo A58 ដែល ជា រាជ ច្បង របស់ វា ដូច្នេះ គឺ មាន បងប្អូន យើង កាត់ ទស្សនា វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ទៅ ឃើញ ថា វា ស្ពេក ធំ បងប្អូន ដោយ សារ ថា នេះ បងប្អូន អា Oppo A58 ដែរ បាទ គឺ វា មាន RAM ធំ បងប្អូន គឺ វា មាន RAM ធំ រហូត ដល់ 6 និង extend RAM បាន 6 ទៅ ពេល គិត មើល នៅ វីដេអូ របស់ ខ្ញុំ ទៅ គិត ថា យ៉ា RAM 12GB ដែរ ហើយ ស្ពេក របស់ វា ក៏ ល្អ ដែរ បងប្អូន មាន ន័យ ថា ស្ពេក របស់ វា គឺ មាន memory ធំ 128GB ហើយ RAM 12GB ដូច្នេះ គាត់ ស្មាន ថា វា ជា smartphone សម្រាប់ លេង game នេះ គាត់ ក៏ ឃើញ ខ្ញុំ review ទៅ អួតសាស ទៅ គាត់ ក៏ ទិញ ទៅ គាត់ ថា គាត់ ក៏ បាន មិន ថា បង អើយ ខំ ឃើញ បង ឯង review អា Oppo A58 នេះ ឃើញ នៅ រៀង ស្អាត ហើយ memory ធំ គាត់ ក៏ ជីវ គាត់ ជីវ ទៅ គាត់ គេថា spec ប៉ុណ្ណេះ អាច ទៅ លេង game បាន ស្រួល ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ ក៏ មិន ដឹង ថា គាត់ លេង game អ្វី ដែរ បងប្អូន បើសិន តែ គាត់ ខ្ញុំ គិត ថា spec ប៉ុណ្ណេះ ថា គាត់ ត្រឹម លេង fix លេង game ក្នុង graphic តូច ដូច ជា Mobile Legend អុយ ឬ PUBG អុយ ប្រហែល វា អាច Rốt ban không có đặc phích lo bằng đây vì bọn anh hay đi bọn anh biết anh lên màn bọn anh phải cật nên cật lên kê mũi thống của cật thả bóng người lên kia mặt cao cật của mình máu có nhóm có mình đang đây là xa nhóm bọn bạn dây bị đương kê bằng ồn mà to à lấy nhóm chuyện cao đến kia tích tâm bằng ồn xa đang vì trâu ta đưa người Việt Âu đến vây tâm bằng ồn to à lấy trâu trên dây hái cứ trong một chuyện bằng đeo ồn cứ chụp búa Oppo bạn cứ A38 nâng Oppo A58 vì mà mình smartphone xong rap mà xin để đoạt lơ kem thòng thòng thêm một ôn viết chia tu sắp sắm ra một ôn chiều tới cứ pra tu tới chiều một ôn lên Facebook YouTube TikTok thọ rụng cắt video cho không social media bằng ôn hai người dân cắt không video clay tích tích bằng đây bằng bên là cắt lấy cắt video là màu ngập mà xin ruột với ruột ba mà tay bên dưới đồng ôn địch khác cứ bạn cứ dương mà xin màu bia bia đầm rơi được chiều một tối một ôn đi chơi sắm đau là máu mình men đại dương đang là kia ruột rối ô hoài từ sân đau thì đang làm tô thì tối sân đau ngày một tô là mọ sân đau màn được bay rồi cái lỗ đại làm rồi cái lỗ khi tới rối bên đây riêng chứ đồng ổn bạn thường cơn ổn vô vòng đây mọi người đang khơi dương prao vì tới ai ta khi prao bán kia là prao ổn bạn cứ tập như cắt to video chứ không ổn cắt video tâm đọc để ti prao để ti tập sau bị đi được sáng ngày thì mình là fan xem sau bằng ổn chia sẻ YouTube sau Facebook Reel để video cao mình tí ông ôn những ai cắt lên bong rô social media tới bà sân cho bong ôn ai bị mặt lập hiệp đăng bị lập hiệp rồi lui viết tiết bong ôn cả ai tua ban lui PV đây bong ôn che rô lui vi bong đây sân bong ôn mình che thế co vi water bong ôn rồi xa thật social media bậc kế cứ sạch tâm yên bạn đừng liệt khăn bậc kế sân bong ôn đăng tế bong ôn ai chơi YouTube vay bị lập hiệp rồi lui TikTok lập hiệp rồi lui lơi YouTube đi rồi lui Facebook cứ miên kế bậc đi chả nào bong ôn bạn cứ bong ôn phát đi còn ai là lời bình dây tới chơi đó bay đưa ngay bằng ồn mặt tỏa lời nhưng cho mau sẽ đưa như bên gạt bạt tỏa lời nhưng phép thiết bị lệ nặng bị xe là bỏ Oppo A38 nâng Oppo A58 đây bằng ồn cứ vía chia search ồn sẽ bong sai bị tranh địa p thả A27 đi tranh vì một đo mà khai đúng ồn nhông thua gạt bọ bằng hai ồn hai gì bật đo mà khai cho vay đang du mà khai cho hai con mà khai cái đôi máu cô vía chơi nhà Oppo A38 đây hoặc đây bằng ồn mình này nhá vì chia smartphone dạo đôi con floor hay tranh định phim tuôn đi chép kia bằng đây bút bạn cứ phép không kia vì bạn cứ tìm muối cứ Oppo A58 này cứ làm lay một ồn cứ mình làm lay mà rồi cây sập bằng muôn $2 hay Oppo A58 này cứ mình làm lay tầm té mà rồi học sập bằng muôn $2 tại phần nọc trong buổi lễ lại không này cứ mình này không đi ra một ồn cứ tầm hôm mấy con cứ là mua chuyện hàng sập bằng muối in được kia vào tay việc không phải ăn con à muối ní à rồi học muôn đấy vì nói đồng lọt clip này khi pra lên đồng lui con ồn anh ơi bị đọt môi với bị là nghệt bóng ồn mưa tới hay bóng ồn mình ban mưa ọt khơi tới bóng ồn ai tầm mưa ca review bằng nhóm nơi video muốn thôi mà thường bóng ồn rồi mình khơi nó chăm nhóm đã link được trong description một đây bóng ồn mà to ở đây sẽ theo về play tới cho vua lệ cái này API cái đường đi sao sẽ bóng ồn đấy về không lui $30 bóng ồn cứ cầm lăng speak mà xin bóng biết cứ sân ra đôi clear từng o bóng ồn cứ về không ta rem đây bóng ồn cứ anh ấy rem sau đó bạn cứ buôn hay những ai instant sun rem bạn buôn hay năng à mùi này cứ mùi hay những instant rem bạn mùi cái này ra biết khâu rem buôn chi bằng ồn bị khâu rem buôn chi năng cầm lăng mà xin cái vi miên ca khâu mà tình của tôi đây bằng ồn là xa ta vì khâu làm lại khi được cho nó vì không thì tôi vào đây việc không mà chơi bằng ồn cứ là buôn reflection rem ôi vì sang tay đôi khi từng strong bằng ồn chụp quả vì đi cứ giờ cho em tới sang ta việc khâu ta rem đây bằng ồn cứ anh ấy vì hiện mong thiết anh ấy rem sẽ đập bùng bấy anh ấy rem sẽ đập đập pc bằng ồn mà to lời video bằng nhom ngay co miền tây và đây bằng ồn một sân thì xây tới với trên tàu trên ai thì bằng ồn mặt to lời sân bằng ồn tôi sân video bằng nhom hai bằng ồn mình vô từ mưa tới nhom thì dây mình o nơi trong nội nát bằng ồn đây trong mình làm tàu ấu đầm mây nhom thôi cá bằng hai mình chẹt bằng thay bằng đây bằng ồn mặt to lời video bằng nhom có số mình chọc tay trong channel này đây bằng ồn dừng click chúc niên là video cày thiệt bản bye bye.